Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Đây, hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở đường Cô Bắc. Thì một lần nữa mời mọi người đi một vòng chợ Cô Giang, rồi mình xem cái không khí bán đồ về đêm, chợ đêm như thế nào ha. Với lại xong đó mình đi một vòng lên cái đường Hồ Hảo Hớn để gửi đến anh Mười, xem không khí mọi người đón xuân như thế nào ở trên đường Hồ Hảo Hớn. Thì cái video này em sẽ thực hiện ban đêm, còn chắc ngày mai 30 Tết sẽ thực hiện ban ngày để bà con mình xem rõ hơn ha. Đây là mình đang ở trên đường Cô Bắc. Ủa, Đề Thám chứ. Trên đường Đề Thám này. Đây mình nhìn thấy mọi người cũng còn bán rau cải rồi bưởi rồi dưa hấu. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của những ngày Tết này. Hủ tiếu nhân toàn quán. Ở đây có cô bán mì rất là ngon nè. Sẵn bún mì cho nị luôn, cho má luôn. Lấy là hai ổ đi con. Lâu quá không thấy cô bán, bữa giờ nghỉ đâu vậy? Hả? Bữa giờ nghỉ hả? Bây giờ đi du lịch đâu hả trời? Có mua đi làm. Rồi làm đâu nữa? Làm từ đó. Hả? Nhà cô muốn cất ở đây cô bán mì rất là nổi tiếng, rất là ngon. Hôm qua ẩm cô bán ra vui lắm. Vậy hả? Đứng nhìn cô nè, cô cũng nhìn lại đứa trai. Chỗ con tưởng là cô nói cô đã chửi con phải gì. Tưởng là cô bị gì. Mất tích lâu quá trời đất luôn mà. Cô đừng có chửi con nghe nó chẳng. Đâu có gì đâu bình thường. Còn lấy hai ổ. Đây có bánh mì xá xíu, bánh mì bì. Ủa, xíu mại chứ, xíu mại mì bì. Cô cho xin số điện thoại coi. Tối giờ ở đây, mai ngồi kia, không biết đường đâu mà tìm. 0108 567 33 333 92 92 nữa. Có cô ngồi đây cô bán luôn à. Giờ ngồi đây ổn định đúng không? Tại vì ở đây nó có mưa, tôi trốn không đi được. Kệ bán ít nhiều thì ngồi đây cho vui. Trên kia cô không có chỗ trốn. Kia giờ cái chung cư trơ trọi rồi. Nó đập ra mà cô vô trong hẻm mà cô mua luôn. Dạ. Bởi cái chỗ cũng ổn định đó, quan trọng đó. Đi vô trong hẻm rồi ra khỏi bán luôn. Rồi, ổ kia để bì không nha? Không ăn thịt rồi. Dạ. Cô lấy số mại. Ăn hai thứ đi. Hai thứ bì số mại. Như đó. Dạ đúng rồi. Ở nhà má với vợ khoai cũng mì lắm. Cô bán cũng dễ ăn. Dễ ăn mà giá bình dân nó 12 ngàn. Nay có lên giá không? Tết lên giá không? Cô bán 15. 15 luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì Tết cái gì nó cũng lên. Đây cô bán. Bữa nay là cô không có bánh mì cô bán á. Lúc nào cô cũng ngồi buổi chiều á, buổi chiều ngay chỗ 95 cô bắt. Ôi 95 Đề Thám. Đối diện hẻm 114. Anh chị bạn nào mà có đi ngang thử bánh mì của cô. Đó giờ ăn mà không biết cô tên gì ta? Cô tên Hiền. Cô Hiền. Ở cô Hiền cô đâu giữ nè. Cô bán này cũng lâu lắm mà. Năm mấy năm. Bán cũng chưa có chồng con cô này. Này mười mấy tuổi. Có 25 tuổi. 25 tuổi. Anh đừng có nô. Đi định đi một vòng chợ coi mọi người
bán đêm chơi mà tình cờ thấy mì cái là nhào vô liền. Kiếm bữa giờ không biết đi về đâu, ở nhà thắc mắc. Nhà thắc mắc không biết về đâu. Cô bán ngày nữa là ba bữa coi như ra tạo sự bất ngờ. Trời tưởng bà đi đâu hay là bà bị gì chứ. Bị gì trời. Cái khu này tao lên núi nhiều lắm. Khu này mà nói đi núi là tao tin liền. Ủa nhà cô đâu là? À, chờ công lãnh hả? Dạ. Để tiền luôn. Cảm ơn luôn. Chúc cô mua bán đắt nha. Rồi. Lâu lâu nhé cô là được bài. Lâu lâu nhà cái bên đi ra đi vô quá. Dạ đi. Dạ. Cô muốn cũng đi kiếm nữa, nãy vợ đi ngang nó thấy rồi. Đúng rồi, nó me hết rồi. À, tình cờ gặp cô bán mì. Mà không phải tình cờ nữa, mà là anh Lý tình cờ đi ngang gặp. Rồi sau đó em thừa lệnh. Đây. Đây bây giờ thì ở đây lúc nào cũng có mấy chú ngồi chiều nào cũng có mấy chú đó ngồi lai gai dài cho mấy ai đó. Bên đường cũng còn bán rau cải. Cái video này em cũng muốn thực hiện mấy ngày trước rồi, nhưng mà vì nhiều việc quá rồi lay quay 9-10 giờ đêm không có đi được. Bữa nay mới có dịp tranh thủ, tưởng chừng không được rồi nhưng mà cuối cùng cũng thực hiện được. Kệ, vì sao có người hơn không trễ mà vui. Đây chỗ này bán đồ cúng. Từ đâu đây, hướng này mình đi về đường Hồ Hảo Hớn. Đây, hướng này mình ra bến Kiên Dương. Hướng này mình đi đến cầu Lạnh. Rất là đông vui. Về ban ngày ha. Những hình ảnh kỷ niệm xin gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt những cô chú anh chị các bạn ở xa quê hương, để xem lại cho nhớ những ngày mình còn ở Việt Nam. Này chú này bán bò bía rất là lâu năm rồi nè. Chợ đêm là một cái dịp mà để mọi người có thể mua sắm khi mà ban ngày chúng ta bận rộn lo việc buôn bán rồi các kiểu, thì tối về mua sắm. Đây đối diện này hẻm 103 nè, hẻm Tân Tân, hẻm Phú Quý chứ.
hẻm của gần nhà chú Dũng. Rồi, chúc chú Dũng năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Nhìn vô hẻm nhớ ngày nào chú còn ở đây cũng có những hình ảnh thế này. Ở trên đây thì người ta bán bò lá lốt. Khói mù mịt. Chú đó hát rong rất là lâu năm rồi. Chú hát từ quận 5 cho đến quận nhất luôn. Quận 5 em cũng thấy chú luôn. Đây. Ở đây bán gì đây, đồ kẹp tóc. Trái cây. Bữa nay là ngày cuối rồi, ai mua chưa đi mua gì thì mua đi nha. Xả hàng luôn. Bữa cuối rồi xả hàng luôn. Coi có gì lạ lạ không? Chảo. Cái chảo nhỏ này bao nhiêu vậy? Chảo cán này nè. 120. 120 à. Lấy thường hay là tốt? Nào tốt, nào thường. Cái này thường, cái này tốt. À, giờ lấy em cái tốt đi. Cái tốt 120, cái thường 70. Nó nhỏ hơn hay sao? Cái này nhỏ. Nhỏ nhất cho đó. Hấp la rồi. Để chiên trứng đó thôi. Ừ. Rồi chị đem cái này đi. Mới dọn ra luôn hay sao vậy? Đúng rồi, mới dọn hết. Ủa vậy giờ bán đêm nay đêm cuối cùng à? Đúng rồi. Trưa mai là... Đúng rồi. Tết này bán được không chị? Cũng lai dai à, năm nay vắng. Lai vắng hả? Cho em gửi chú em quay lại lấy nha. Dạ, nhớ đi. Chỗ đây nha. Nhớ mà, trời em biết anh chị mà. Dạ. Chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. 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 Đi vòng xíu quay lại. Ở bên đây bên kia là thứ hả? Ủa sao giờ qua? Sao giờ qua chị? Đổi phong thủy hả? Đổi phong thủy. Giờ qua giờ lại cho nó sơm tụ. Cô bán cô giờ qua giờ lại cho nó phong thủy. Dừa. À, không biết nhà má mua cái mâm ngũ quả chưa. À, nhìn bên đường thì cũng bán hoa với lại rau củ nhưng mà không nhiều bằng bên đây. À, có lẽ cái video này cũng hơi dài nữa, những cái video chợ là muốn ngắn cũng không được ha, anh chị thông cảm ha. Mình đi lướt qua thì mọi người lại thấy không rõ. Mười chín nghìn chín trăm. Đây là trái thơm phụng nè.
Hồng Mai. Nói như là chợ đây thì không chuyên về hoa kiển nên bà con thông cảm. Ở đây chỉ rau cải rồi vật dụng gia đình rồi trái cây thôi. Còn chợ hoa thì đó, mình vừa đi qua cái chỗ chị bán dưa bữa cũng hơn hôm bữa quay lại liền á, 2 phút sau thôi, cái hồi để 5 phút là chị cũng nghĩ mình đi rồi. Giờ đi một vòng có gì ủng hộ mọi người nữa ha. Đây thì rau chợ đêm. Ủa nhìn anh quen ta, anh như có gặp hồi sáng rồi phải. Rồi cảm ơn, nhậu vui vẻ nha. À, chú Tư, Tư khỏe không? Đâu, ông Tư lên mạng coi hình nha. Nào Tư nhìn men quá trời men luôn. Mấy ve lên đổi màu rồi đó. Gặp nhà mới nè, sáng sủa chưa? Dạ hả? Đi vòng mua bánh mì. Rồi sẵn coi chợ đêm, bữa giờ chưa đi được. Ông Tư nhậu vui vẻ nha. Người quen quá trời. Rồi đến đây thì cũng hết rồi, hết chợ. Đây trường của bạn đồng nhỏ học ở đây, trường mầm non Cô Giang. Đó, cái này thì ngay đây đối diện đây có cái hẻm để mình vô cái khách sạn Ngọc Huệ, em bữa em có review cho bà con mình xem á. Đầu hẻm thì có cái quán mì nè, mùng 8 khai trương. Hẻm 178. Đây cũng có mấy căn nhà xưa luôn. Đó, lần đầu tiên đi chợ đêm kiểu này. Ở xóm mình có điều thay đổi là những cái đèn đường này nè, mới được thay đổi một cái loại đèn khác nên rất là sáng. Nên đi ban đêm các anh chị thấy cũng rõ ha. Chắc biết em đi chợ đêm nên người ta gắn đèn mới để em quay phim cho rõ. Đó, mình gần tới ngã ba Hồ Hảo Hớn rồi nè. Thì nếu quẹo trái thì ra bến Trương Dương ha, còn quẹo phải thì đi về đường Trần Hưng Đạo. Lúc đó thì mình đi qua cái hẻm 40 nhà 10. Lúc này không có gì thì mình đi lẹ ha. Đây hẻm 208. Đây chuẩn bị mua lần. Thank you.
phải đam mê mới được. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Hay đường hồ hào hứng về đêm. Hướng này thì mình đi về Bến Trương Dương. Mình đi ra đây xíu rồi tới hẻm 257 á. Hẻm 257 là quán nhậu. Rồi ở đây thì có cái trường đại học mới xây lên. Rồi chúng ta đi tiếp tục. Đi bên đường để nhìn bên này cho nó rõ hơn cái hẻm 40 để gửi đến anh chị. Rồi đây là 20 mấy phút rồi. Nhìn bên đường là nhà 34, cửa thanh xanh 36, ngày chú ngồi là 38, rồi cửa đen 38A, vua ốc rồi tới 38, rồi tới 40. Đó. 40 là con hẻm nhỏ nhỏ. Rồi, nhưng mà hẻm đóng cửa. Cái đầu hẻm là cái tiệm nail. Rồi chúng ta đi tiếp. Không biết những hình ảnh này anh Mười nhìn ra không ha. Nếu anh có nhìn ra anh xin cái comment nha. Thể theo cầu thì anh chị yêu cầu em đi hẻm 21. Hôm nay hẻm 53 rồi, hẻm 21 thì dưới kia. Chắc để em tranh thủ coi ngày mai. Ngày mai nếu kịp thì sẽ đi quay để gửi đến bà con mình ha. Chắc hành trình đến đây thì em cũng xin tạm dừng cái video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Nhân dịp này thì em xin chúc cô chú anh chị năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Đây, đây cũng là trường mầm non Cô Giang nè. Nhưng mà đây là cơ sở 1, còn lúc nãy mình đi qua là cơ sở 2. Rồi đây là cái hẻm nhà anh Ly Bao. Để anh hình ảnh ở hẻm mình ngày Tết ha, hẻm rất là rộng. Hôm bữa em có vô nhưng mà hỏi khúc cuối á, em có hỏi là cái hẻm này hẻm cùng phải không bác á, là ngay chắc ngay nhà số 2 luôn á, là có lẽ là má anh Bao trả lời á ha. Đây là đầu đường Cô Bắc và Hồ Hảo Hớn. Hành trình đến đây thì chúng ta phải nói lời chia tay cái video chợ đêm Cô Giang và con đường Hồ Hảo Hớn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video em những video mà anh chị đã comment đó, thì anh chị muốn tìm lại thì chỉ cần gõ địa chỉ nhà mình là nó sẽ ra. Ví dụ như hẻm 174 Trần Bình Trọng, hay là hẻm 40 Hồ Hảo Hớn, hay là hẻm 114 Cô Bắc, là nó sẽ ra những cái nội dung mà em đã quay. Tại vì em nằm rất là nhiều hẻm rồi nên rõ rõ là nó sẽ ra lên đầu hết à. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.